Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Sto, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì video của mình ra hơi trễ. Và mình làm một cái video về handwriting, những kiểu chữ viết tay mà mình sưu tập được ở trên Pinterest. Và để các bạn có thể viết những cái tiêu đề, viết những cái câu trích dẫn, câu crawl hay là những cái câu văn bằng kiểu chữ này cũng khá là đẹp. Các bạn hãy xem hết video. Nếu như mà các bạn muốn học hay là muốn tham khảo thêm một kiểu phông mới, phông chữ mới thì các bạn có thể lên Pinterest, các bạn gõ phone thì nó sẽ ra rất rất là nhiều phone, thì các bạn có thể xuống phía dưới thì các bạn có thể tham khảo những cái kiểu chữ phù hợp để cho cái việc take note hay là những việc làm personal journal của các bạn nhìn nó đẹp mắt hơn hoặc là lạ lạ. Đầu tiên là một kiểu chữ in hoa mà mình thấy nó khá là đẹp mắt, mình nhìn khi mà các bạn ghi gần các chữ lại với nhau ấy, nhìn nó rất là đẹp. Cái kiểu chữ này thì nó vừa nhỏ vừa dài và nó vừa hơi vuông vuông một chút. Thì khi mà các bạn viết chữ, các bạn theo quy tắc là 2/3 nhé, thì cái kiểu chữ của các bạn nhìn nó nét, nó sẽ nhỏ nhỏ và nhìn đẹp đẹp hơn ấy. Mỗi lần mà mình ghi, mình cảm thấy ghi chữ gần lại với nhau ấy, nó rất rất là đẹp luôn. Và thực ra thì mình có biến tấu cái kiểu chữ này rồi để cho nó thành vuông vuông một chút. Thực ra kiểu chữ này là nó kiểu tròn như các bạn, nhưng mà mình biến tấu nó ra nó vuông vuông ấy, nhìn cho nó đẹp mắt. Và đây, các bạn chia một cái ô ra là chia 2/3, sau đó các bạn lấy 2 phần ở phía dưới và chia thành 2/3 tiếp. Thì các bạn ghi kiểu chữ này với phần đầu phía trên là 2 phần, phần dưới là 1 phần. Kiểu này thì vừa dài vừa gầy và nhìn nó vừa vuông. Các bạn có thể ghi rõ là chữ Q này, chữ O và chữ R. Các bạn không cần ghi quá vuông đâu, ghi vừa kiểu như là vừa nói vừa tròn tròn, vừa vòn vòn, vừa vuông vuông ấy, nhìn nó đẹp mắt. Các bạn có thể thấy ví dụ của mình Stuvlus. Và cái chữ giao hân thì không phải là họ và tên của mình đâu nhá, mình chỉ bất chợt mình ghi thôi. Mình chấm kiểu chữ này 10 điểm ý, bởi vì nó khá là đẹp. Đến kiểu chữ thứ hai, đấy là một kiểu chữ mà các bạn có thể thấy ở chuyên đề, trên tiêu đề của YouTube rất là nhiều. Kiểu chữ này thì mình thấy ở trên tiêu đề của anh Tram và của chị Hers 86m² ấy các bạn. Mình nói vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt hơi kinh. Thì cái kiểu chữ này nó có ở trên font to. Mình sẽ để link hoặc mà mình sẽ để tên ở phía dưới. Kiểu chữ này thì hơi khó viết một chút, nhưng mà khi mà các bạn luyện tập rồi ấy, mà các bạn ghi liền chữ lại với nhau ấy, nó rất là đẹp. Khi nhất là khi mà các bạn ghi bút máy hoặc là những có cái bút chuyên của các bạn ghi ấy, hoặc là các bạn ghi lâu rồi luyện tập ấy, cái chữ này ghi mà viết liền ấy rất là đẹp luôn. Mình nghĩ cái này ứng dụng ở trên làm nền thumbnail của YouTube rất là nhiều. Cái thứ hai đó là các bạn có thể viết những cái câu call hay là viết những cái đoạn thơ, đoạn văn trích dẫn trong văn của các bạn, hay là một cái câu gì đó mà các bạn trích dẫn ấy, nó khá là đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ nên luyện tập cái kiểu chữ này thường xuyên hơn, bởi vì mình rất là thích kiểu chữ này và mình muốn áp dụng nó ở trên thumbnail của trên YouTube của mình. Mình cho kiểu chữ này là 9.5, bởi vì mình cần khoảng thời gian để luyện tập nữa. Và bởi vì có rất là nhiều font chữ đẹp, nhưng mà cái font này nó khiến mình rất là thích ấy. Lâu lắm rồi mình mới tìm ra, và mình tìm nó ở trên Fonto và tìm ở trên các thumbnail ở trên YouTube. Và mình sẽ để link, không, hiện cái này nó không có link đâu nhưng các bạn, mình sẽ để tên của nó phía dưới, các bạn có thể tìm ở trên Fonto. Kiểu chữ thứ ba, đây là kiểu chữ mà mình cũng không biết tên, nhưng mà mình đã áp dụng kiểu chữ là ghi tròn, có nghĩa là cái thân của nó sẽ tròn và cái móc của nó sẽ nhỏ hoặc là kéo dài ra. Phần dưới của nó thì nó sẽ nhỏ nhỏ một chút để cho kiểu chữ của mình nó hơi ú ấy, như kiểu là thân hình ú và có cái đầu nhú nhú nhỏ nhỏ ấy. Các bạn có thấy các kiểu chữ như là chữ K, chữ L, chữ D và chữ H thì những cái đầu của nó rất là nhỏ và cái người nó phình ra. Cái này là do mình tạo ra chứ không phải là trên Pinterest nha các bạn. Thì các bạn có thể viết, các bạn có thể tham khảo hoặc là các bạn có thể vận dụng nó tạo ra kiểu chữ riêng của các bạn, đúng không? Mình rất là thích kiểu chữ O viết như thế này, chữ tờ. Và những cái, nói chung là các bạn ghi cái phần đầu mà móc ấy thì nó nhỏ thôi, còn cái phần người thì nó phình ra. Các bạn thử viết xem, mình thấy nó khá là thích ấy. Hay là do kiểu như mình thích mình thích cái kiểu chữ nó tròn 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 đấy các bạn. Mình kiểu thích sao ấy. Bây giờ mình phải suy nghĩ lại, hay là do mình giãn cách xã hội nhiều quá nên là mình làm cái gì nó cũng to to và ú như thế này. Mình phải suy nghĩ lại mới được. Nhưng mà mình thấy nó khá là đẹp mà. Còn các bạn thấy sao? Việc khó khăn nhất là khi mà mình tìm kiếm ở trên Pinterest là nó không có cái tên của cái kiểu chữ này.
Bởi vì khi mình gõ cái tên của kiểu chữ này lên Pinterest một lần nữa thì nó lại không tìm ra. Nên là rất là khó khăn luôn. Kiểu chữ thứ tư của mình giới thiệu đấy là kiểu chữ Disney. Kiểu chữ này thì nó không quá là, đối với một vài người thì mình nghĩ là các bạn cảm thấy không có đẹp. Nhưng mà đối với mình khi mà các bạn vận dụng ấy thì nó, cái lâu lâu thì các bạn có thể sử dụng một kiểu chữ mới để cho một cái tiêu đề của các bạn hay là một cái từ gì đó trong take note hay bullet journal của các bạn. Mình thấy kiểu chữ này cũng khá là ok, nhìn nó hơi lạ lạ mắt một chút thôi. Nếu mà các bạn vận dụng và viết kiểu chữ này thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng lại bút chuyên viết calligraphy như là brush để viết thì nhìn nét chữ nó sẽ đẹp hơn. Còn khi mà các bạn viết bút thường ấy nhìn nó không có đẹp mắt đâu. Và đối với mình ấy, nhiều lúc mình nhìn mới nhìn kiểu chữ này mình hơi rối, nhưng mà các bạn có thể luyện tập, mình thấy nó cũng khá là hay hay. Và đây mình ghi chữ Disney, nhìn nó khá là đẹp đúng không? Nhưng mà mình ghi kiểu chữ khác nhìn nó hơi kỳ kỳ. Các bạn có thể luyện tập thêm. Mình nghĩ là các bạn nên luyện tập thêm kiểu chữ này. Kiểu chữ này là kiểu chữ tham khảo thôi. Mình nghĩ là các bạn có thể hoặc là không sử dụng kiểu chữ này. Và mọi người ơi, mình sắp... Và cái video là hết rồi. Và Sto sẽ có một kênh YouTube mới. Mong là các bạn sẽ ủng hộ kênh YouTube mới của mình. Kênh YouTube mới thì nó sẽ chuyên về vẽ và làm thơ, những cái câu trích dẫn của mình khi mà mình buồn và tạo động lực cho mọi người. Cũng là mình cố gắng đang học content để viết nội dung. Và nhớ là subscribe kênh đó để ủng hộ cho mình nhé. Còn hiện tại thì video này hết rồi. Mong mọi người là luôn luôn ủng hộ mình. Và cảm ơn 50.000 subscriber đã ủng hộ kênh YouTube này. Và nhớ like và subscribe để ủng hộ cho channel của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Hy vọng là hết giãn cách xã hội để có làm giveaway. Cảm ơn mọi người.